Hôm nay là chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tập cái bài Thanh Thiền 4 mà tôi đã triển khai hôm nay là lần thứ ba. Tôi xin nhắc lại là trong cái tập như Quyển Thiền Sư Thi Tập đó, nó có nhiều cái bài Thanh Thiền. Mà hôm nay là cái bài tôi giảng về cái bài thi Thanh Thiền 4. Mà cái bài thi Thanh Thiền 4 này hôm nay là giảng lần thứ 3 của một bài Thanh Thiền 4. Và hôm nay là kỳ 9. Ở trong cái loạt bài mà tôi bắt đầu mình làm cái việc gọi là hướng dẫn tu học từ xa, hôm nay là lần kỳ thứ 9. Hôm nay coi tôi bắt đầu tôi làm việc từ 5 giờ. Cũng mắc bây giờ tệ dữ, từ 5 giờ rưỡi, từ 5 giờ 30 phút tới 6 giờ 30. Bắt đầu làm việc từ 5 giờ 30. Tiếp tục tôi xin đọc lại cái bài Thanh Thiền 4. Thọ tánh không không nhận những gì tưởng hành trong rộng tưởng là chi, giác không không giác đâu là thức, ngũ uẩn phù hư đến chợt đi. Cái bài này khó lắm, phải học Phật thiệt tình cơ, rồi phải có tư duy quán chiếu thiệt tình mình mới hiểu được đó nha. Còn nếu mà tại gia Phật tử thì không có thời giờ nhiều đó, thì phải nghe thật nhiều và phải tập tham thiền. Tập tham thiền, tư duy quán chiếu thật nhiều, rồi mới hiểu được. Nghe ít thì hiểu ít, mà nghe nhiều thì mới được hiểu nhiều. Và muốn hiểu cho tường tận là phải thiền định thật sâu, thật nhiều trong đời sống hàng ngày của mình mới được. Thế thì cái chữ thọ là lần thứ nhất rồi, lần thứ hai là tôi triển khai về chữ tưởng rồi. Mà chữ tưởng đó là tôi có thể tôi nói cho tới cái ngày tôi chết cũng không hết về cái chữ tưởng này. Bởi vì đối với đạo Phật á, mà người có tư duy quán chiếu tham thiền thì người ta bỏ ra cái một là tự nó hết cái một thôi. Còn bằng mình không đủ sức, mình không có bỏ nổi cái gọi là kiến thủ kiến của mình, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến. Người đệ tử Phật chúng ta còn tà kiến rất dữ, còn biên kiến rất dữ, còn kiến thủ kiến rất dữ. Cho nên là thọ quẩn cũng khó bỏ, mà tưởng quẩn càng khó bỏ. Bởi vì tôi nhớ lại đó, đây là tôi nói là các vị muốn nghe nghe, không nghe thôi. Hồi nhỏ 7-8 tuổi, 10 tuổi tôi đọc cái bộ truyện Phong Thần đó, tôi mê gần chết. Ông già tôi là ông cũng mê tu, ông nghe cái bộ truyện Phong Thần ông mê gần chết. Bữa nào ông cũng bắt tôi đọc cho ông nghe trước khi ngủ trưa. Bởi vì ông già tôi ông nông dân, nhưng mà thì ông làm nguyên tắc lắm. Làm thì làm vậy đó, tới cỡ 10 giờ rưỡi rồi ông vô ông tắm rửa đàng hoàng, mặc áo tụng kinh đàng hoàng, rồi bắt tôi đọc truyện cho nghe, rồi mới ngủ giấc, rồi mới chiều mới đi làm nữa. Nông dân mà nông dân cái kiểu nó có quy củ riêng. Thành ra tôi đọc cái truyện Phong Thần đó, cha con đều mê hết. Mà khi mà tôi đi học Phật rồi đó thì tôi mới biết cái mê của mình đó là do tưởng quẩn. Tưởng quá sức tưởng tượng. Tứ thiên vương thiên. Mình nghe trong kinh nó có tứ thiên vương thiên, đau lợi thiên, dạ ma thiên, đau sức đà thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên. Mình học một lá cái danh từ nhà Phật vậy đó.
Mà trong đó là cái bộ truyện Phong Thần, nó có với tứ thiên diêm thiên ở trong đó. Mà lễ thành, mà lễ thọ, mà lễ lộc, mà lễ lạc gì đó, quên hết ông. Lâu quá, 50-60 năm rồi phải quên chứ. Quên hết ông. Gọi là tứ thiên diêm thiên mà quên hết ông. Còn ba cái ông mà hôm qua tôi đọc cái bài thơ đó, Hồng Quân Lão Tổ ông đọc cái bài thơ, bởi vì ba gã khiêng đua tranh, lỗi đạo em rồi lỗi phận anh. Từ rày chẳng nên lòng thù oán thước, thuốc linh rứt ruột mạng đa tan tành. Thế thì là cái bài thơ giải hòa đó, đó là của ông Hồng Quân Lão Tổ, là thầy của Thông Thiên Giáo Chủ, của Nguyên Thủy Thiên Tôn và của Lão Tử. À, thế thì là ba cái ông đó, đó, bốn cái ông đó, đó đều là tưởng quẩn không đó. Do tưởng mà ra của nhà văn người ta viết đó. Vậy mà mình nghe mình mê muốn chết. Rồi cái bài thơ mà tôi viết và tôi đọc cho các vị, cái này tôi nói mấy chục năm trước, nhưng mà gần đây tôi mới sáng tác thêm bốn câu sau. Là cái bài của Duy Hộ, mà Duy Hộ là đệ tử của Xích Tinh Tử hay Quảng Thành Tử gì đó, lâu quá rồi quên rồi. Trong nhóm đó là có cái nhóm thiên tiên là Xích Tinh Tử, Quảng Thành Tử, Dân Trung Tử, Ngọc Đảnh Chân Nhân và gì nữa đó. Trong các ông tiên về thiên tiên đó là nhà văn nó đặt ra thiên tiên cũng nhiều lắm. Mà cái nhóm thiên tiên đó là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn cái nhóm địa tiên thì là đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ là địa tiên, cho nên là dạy học trò cũng rất là giỏi, thần thông phép tắc rất dữ. Nhưng mà đánh rồi đã đời rồi, cuối cùng là đa số là đệ tử của địa tiên đó, tức là cái phe gọi là triệt giáo. Cái phe triệt giáo đó thua. Mà cái bài của tôi mà tôi lấy tôi làm thêm bốn câu đó là vui thu lâm tuyền đã bấy lâu, không vinh không nhục cũng không sầu, xa bề tửu sắc say mùi đạo, ngang chữ công danh mến phép màu. Tôi lấy bốn câu đó, tôi thích hồi nhỏ tôi mới đòi đi tu cho tới bây giờ đây nè. Rồi bốn câu thêm của họ đó, nguyên chất của họ đó, là mới chỉ tay tiên hùm cuối cổ, vừa quăng chày báo quỷ tan đầu, chơ chê tuổi nhỏ thần thông thấp, yêu mỹ tà ma hết thải thu. Đây là cái bài đó Duy Hộ đọc déo giòn ở trên cái đỉnh núi. Đó là kêu bằng hạ sang, là lúc đó là Duy Hộ là đệ tử của Quảng Thành Tử hạ sang để giúp cho bên cái phe nhà Châu á, bên cái phe thiên tiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn á, giúp cho phe nhà Châu. Còn lúc đó đó thì là thân công báo là cái người mà giúp trên bên cái phe của Vũ Trụ bên nhà Thương. Thành ra khi mà Duy Hộ mà đọc bài thơ đó rồi thì chợt nhìn thấy thân công báo cởi cọp ở dưới chân núi. Thế thì Duy Hộ là vận dụng phép là xuống núi. Thì hai người đối khẩu nhau để phân bua nhau về việc tránh tà, rồi hai người sắp chiến nhau. Thế thì lần đó là lần Duy Hộ xuống núi, lần đầu tiên gặp thân công báo. Và cuối cùng thì thân công báo là giỏi lắm đó, phép dữ tợn lắm, giúp cho Trụ Dương đó, cái phe bên Trụ Dương đó, phe của triệt giáo. Nhưng mà cuối cùng rồi là đánh không lại Duy Hộ. Duy Hộ có cái phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn hồi xưa đọc phiên thiên ấn mình mê muốn chết. Là cái đó là đánh lên quăng lên một cái là nó quấn đối phương nghe là nát xác. Nếu là thần thông mà ít đó, phép tắc mà ít thì nó quấn nát xác. Giống như lựu đạn ngày nay vậy đó, phải tung ra trái lựu đạn là phải tiêu một người cho tới 5, 3, 7 người.
hồi đó gọi là cái phiền thiên ấn, nó tung lên cái là đánh nát xác một người thôi, mà hồi đó mê muốn chết. Còn bây giờ là bom, là lựu đạn, là mìn Blimor rồi đó, nó tung một cái là chết mấy chục người cũng có. Thành ra bây giờ thì hơn hồi xưa, mà hồi xưa cỡ vậy thì mình đã mê rồi, mê muốn chết luôn. Mà cái đó là tưởng ấm đó, tưởng ấm. Thành ra nếu mà tôi phân tích cái tưởng ấm đó thì là bà con ta, Phật tử chúng ta hả, mà ôn lại, mà quán chiếu lại đó thì mình sai lầm không biết bao nhiêu về tưởng ấm. Nào là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, cũng là tưởng ấm đó, là hiểu sai lầm đó. Nào là Nam Cực Tiên Ông, nào là Thái Thượng Lão Quân, nào là Hồng Quân Lão Tổ, nào là Ngoan Thủy Thiên Tôn, nào là Thông Thiên Giáo Chủ, vân vân và vân vân. Rồi cái bà nữ hoa đó, cái bà mà hôm qua mà tôi nói mà ông vũ trụ ông dê bà nữ hoa chứ không phải là bà Cửu Thiên Quyền Nữ. Hôm qua không biết tôi nói có lộn không biết, bởi vì năm 60 năm rồi là nó có quyền lộn thôi. Vô cái miếu bà nữ hoa thì dê bà nữ hoa, mà chuyện đó chắc chắn là không có rồi. Vũ trụ thì đam mê sắc thì có, vua mà đam mê sắc dục thì chuyện đó xưa nay trên thế gian này cổ kim thì chuyện đó chuyện có bình thường. Nhưng mà dê bà nữ hoa như trong truyện viết là không phải rồi, đó là tưởng ấm đó, tưởng tượng đó. Cho nên cái tưởng quẩn này tôi nói rồi, các vị tự ôn lại, tự tư duy, rồi các vị tự loại bỏ ra cái tưởng ấm, cái tưởng quẩn sai lầm của chính mình. Cửu Thiên Quyền Nữ nhất định không có, bà nữ hoa không có, Chúa Thiên Chúa Ngọc không có, bà Hồ Ly Thượng Động không có. Hồi nhỏ đó là tôi đi coi thầy phù thủy đó, nó nói bà Hồ Ly Thượng Động bắt vong hồn người ta không biết bao nhiêu người, làm cho người ta đau đớn rồi bệnh hoạn, rồi cúng nó đòi ăn con gỏi, tức là con heo đó. Nó ra ni con gỏi thì cái đuôi bằng cẳng cái, còn gà thì nếu nhà nghèo nó đòi ăn con kê nó ra ni là cái cửa dài, mà tại nó cái thứ nó ngu quá chứ, cửa gà con kê cửa dài thì ăn đâu có ngon lành gì. Mình biết rồi, đòi kê và cửa dài là cái loại đó ăn tầm thường, không phải là quý tộc. Quý tộc là nó ăn con kê, gọi là kê má dầu, gọi là gà má dầu, thì nó mới mập về mới thịt nhiều, chứ kê mà nó ra ni là 3-4 phân vậy thì kê nó ăn có mông nấu phải bỏ thuốc tiêu mặn vô. Vậy mà hồi đó ba thằng đồng, ba thằng cốt nó đòi ăn con kê, tôi nghe tôi phục nó quá, ai về đâu bây giờ nghiệm ra là đồ nói láo không, đồ nói dốc, không có bà Hồ gì hết, không có bà Cố Hỷ gì hết. Tưởng tượng không rồi tự sợ. Cũng như là con người của mình đó, trong kinh nói vô tận về vấn đề mà tự mình tưởng tượng ra mình sợ mà. Có người nghĩa là làm cái lốt của gia cọp, gia hổ trong cái đoàn hát nhau mà. Kinh Bách Vụ nói cái ví dụ rất là hay. Trong cái đoàn hát nó có một cái võ tuồng là hát có cọp, phải trang phục vô cái con cọp, để cho chẳng hạn như là thân công báo cởi cọp đó thì phải có con cọp. Rồi tới chừng mà đi giữa đường vô rừng lạnh quá rồi cái rồi tối rồi mỗi người mỗi ngủ một chỗ, đốt lửa lên chập chờn vậy mà ngủ. Rồi cái người mà đóng cái vai mà da con hổ đó rồi mới lấy cái lốt của con hổ đó là đội trùm vô ngủ. Rồi trùm vô ngủ rồi tới chừng khuya thức dậy rồi đi bằng cái lốt của con cọp đó. Mọi người thấy vậy hoảng hồn tung té chạy ào ào ào. Thì mà nay nó chạy thì con cọp này nó cũng chạy theo. Nó chạy theo thì mọi người tưởng con cọp đuổi mình. Chạy càng dữ thì con cọp này nó cũng chạy theo càng dữ. Tới chừng mà chạy cho rã rời thân thi thể ra, mọi rụng rời hết rồi, trời sáng ngã lăn ra đó, thì té ra mấy người kia cũng là gần ngất ngư, con cọp thì nó cũng gần mất thở. Tự mình làm rồi tự mình sợ nhau vậy đó. Đó là cái mẫu chuyện cái Kinh Bách Vụ hoặc ví dụ đó, tự mình làm rồi tự mình sợ ra. Tự mình tưởng tượng ra là Hồ Ly Thượng Động, bà
Hồ Hỷ Mị, Bà Cố, rồi tự mình tưởng tượng ra sao La Hầu, sao Mộc Đức, sao Kế Đô, sao Thủy Diệu, sao Thổ Tú, vân vân và vân vân. Rồi tự mình tưởng tượng ra ông Phật đòi ăn cái này, ông Phật đòi ăn cái kia. Rồi tự mình tưởng tượng ra ông Phật khoái chùa lớn, ông Phật khoái tháp cao. Rồi mình làm những cái việc đó rồi mình làm khổ mình thôi. Chứ Phật mà chùa lớn Phật đâu có khoái. Rồi chùa trái rồi nói sao là Phật là không phù hộ, không cứu để cho chùa trái. Trong cái tập mà như Nguyễn Thiện Sư thi tập đó, tôi có làm cái bài thơ chùa trái đó. Chùa trái là chùa trái, biểu Phật cứu sao được. Phật đã từng dạy rồi, tất cả các pháp đều là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như càn sát bà, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như dương diệm. 11 cái thí dụ như vậy, Phật đã biết rồi thì Phật có quý báo gì cái thứ chùa lớn, chùa đẹp và nhiều Phật ở trong đó đâu. Mình đi lại, mình lựa cái chùa nào mà Phật bự mình lại, Phật cao, Phật lớn mình lại. Mình chùa này, cái chùa vạn Phật ấy, mình lại mình vô đó mình xích xa, mình hít hà, rồi mình tâm sự nhờ Phật phù hộ. Cái đó là tưởng đó, tưởng quẩn không đó. Cho nên tôi nói này, tôi biết là có nhiều người ghét lắm, chửi lầm thầm ghét, nhưng mà tại tôi muốn nói cái lẽ thật của đạo Phật vậy đó. Tôi là thầy chùa, tôi học Phật, tôi ăn cơm của Phật, ăn cơm của thí chủ, của đàn na, tôi phải nói thiệt. Người nào bằng lòng nghe là nghe, còn không nghe là cứ giật chửi bỏ, không sao hết. Chơi tu sai lầm dữ lắm. Thầy chùa, một số thầy chùa mà nó giả hiệu đó, nó không có học khỉ khô gì hết á. Nó cạo đầu, cái nó nhuộm áo, cái nó đi khệnh khạng vậy đó. Nó nói bậy không, nó dạy bậy không. Mê tín dị đoan, quyển hoặc quan đường, lừa đảo, một câu giáo lý nói không trúng. Cho nên là nếu không khéo là mình tu cái loại bậy bạ đó thì mãn đời rồi, mình nói sao tu không kết quả. Chứ tu có kết quả thật sự. Nếu trúng thầy tốt, thầy lành dạ thiệt, tu có an lạc thật sự, có niết bàn thật sự, mà tùy theo cái niết bàn lớn hay niết bàn nhỏ, mình có hưởng được cái sự an lạc của đạo Phật, của giáo lý đạo Phật. Cái này khó nghe, tôi biết khó nghe mà đều tôi nói vậy thôi. Thế thì tưởng quẩn là còn vô số sai lầm, mà ngay cả kinh điển của đạo Phật, hồi tôi mới vào trường Phật học là tôi học trúng cái bộ kinh gọi là quán thập lục quán kinh. Cái bộ kinh thập lục quán tôi vô đầu tiên là tôi bắt đầu tôi được nghe cái bộ đó. Tôi nghe rồi tôi cũng mê muốn chết, tôi cũng thích lắm. Tôi cũng phục tận kỳ tình vậy. Nhưng mà khi mà tôi nghiên cứu nghe là giáo lý Phật, tôi nắm được toàn bộ giáo lý Phật rồi đó, thì cái bộ kinh đó là tôi giấu tuyệt. Người nào mà in cái đó ấn tống là tôi khuyến cáo, tôi nhắc nhở không nên in cái đó ấn tống. Bởi vì bộ kinh đó nó có 16 phép quán. Mà quán mà không khéo đó, hả, là người ta gọi là lạc thiền đó. Chứ không có thiền, không có cái gì mà lạc hết á. Nếu mà tu thiền không có cái gì để lạc hết. Có thầy dạy thiệt, dạy trúng, biết tu, năng thiền, sở thiền, năng quán, sở quán, phân minh rồi gột rửa cái gì, liệm bỏ cái gì. Rồi lấy cái trí tuệ sáng suốt cỡ nào, giải thoát giác ngộ cỡ nào, đều là làm theo năng lực, hưởng theo lao động từng mức một. Không có cái gì gọi là lạc thiền hết á. Lạc thiền là dạy tầm bậy, dạy ngu si, dạy đần độn, để cho cái người tu là làm bậy là thành ra lạc thiệt đó. Điên chứ không có lạc gì hết á. Ngồi quán tưởng vậy bạ riết là điên à. Tưởng riết rồi mình thấy mình nói chuyện với Phật Di Đà, nói chuyện với Quan Thế Âm Bồ Tát, với mẹ Quan Âm, thì mình nói chuyện với Nam Cực Tiên Ông, với Thái Thượng Lão Quân,
Nhưng Quan Thế Thiên Tôn mình gặp toàn là trời Phật Thánh Thần mà ở trong cái tưởng tượng của mình không, thì làm sao mà không điên được. Nó giống như mấy cái người phụ nữ là thanh niên mà không vợ không con còn nhỏ tuổi bắt đầu là có tình yêu mà nó chưa có cái điều kiện lập gia đình đó, rồi quán tưởng cái người yêu đơn phương nó quán riết, rồi cái đời tự mình điên vậy đó. Điên vậy là gọi là mắc đàn dưới, chứ có đàn dưới đàn trên gì đâu. Do cái thần kinh của mình nó quá rối loạn, thần kinh đi. Thần kinh nó rối loạn quá, rồi nó ưu tư, nó sầu muộn quá, rồi từ tâm bệnh nó làm ra thân bệnh. Thân bệnh rồi dàn dàn rồi ố vậy, rồi làm gì không nổi, vật vã hàng ngày vậy đó. Rồi thầy phù thủy nó nói đó là mắc đàn dưới. Chứ có dưới nào đâu, cũng có đàn trên nào hết á. Cái đó là tưởng tượng đấy. Cho nên là mình học Phật rồi là mình bỏ đi. Mình dứt bỏ cái tưởng tượng không cần thiết, cái tưởng tượng mà có thể nói là hoàn toàn sai lầm. Mình tự dứt bỏ được mà. Cho nên cái chữ tưởng là tôi nói lần trước rồi đó. Cái chữ tướng ở trên, chữ tâm ở dưới, gặp lại hai cái bộ đó, chữ tướng, chữ tâm nó thành cái chữ tưởng. Mà người đệ tử Phật mang mệnh danh là đệ tử Phật, mang danh là đệ tử Phật, có pháp danh đàng hoàng, mà tưởng tượng không biết bao nhiêu cái sai lầm trong cuộc sống. Nói cái đốc nhang mà khấn mà thờ liên tục ra là đã sai lầm rồi. Đạo Phật không có hy vọng ở nơi một cái ông nào ở trên mình để giúp đỡ cho mình hết thảy. Suốt quá trình mấy mươi năm tu hành, từ khi đi tu tới thành đạo, Đức Phật Thích Ca, bổn sư của chúng ta, không có cầu nguyện bất cứ một ông nào. Dù là có đi tham, đi học, tham vấn, học mà không có cầu nguyện vãng sinh. Vậy mà đệ tử Phật chúng ta không nghe thì tôi hỏi chứ tu hành cái gì? Nạp tiền vô 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu để nhờ các người khác cầu nguyện cho mình. Như vậy là các vị tưởng tượng chứ các cái ông đó mà cầu cái gì? Không có một ông nào cầu được cái gì cho ai hết phải. Bản thân ông đó cầu cho ông đó cũng không được. Nếu ông đó mà tự nó cầu được thì nó không bao giờ để cho nó bệnh chi. À vậy mà những cái ông mà lớn chừng nào nó đi nhà thương là nhà thương tắt tiền không đó nha. Nó nhờ bác sĩ cầu nguyện cho nó, nhờ bác sĩ gia hộ cho nó. Trong khi đó là nó là cái tay chuyên môn đi cầu nguyện, đi chú nguyện cho người ta, mà hãy vừa en ớn ớn là nó sợ chết lắm. Nó bỏ trăm triệu gì nó vô nhà thương, nó vô bệnh viện, nó nhờ bác sĩ mà bác sĩ xịn á, bác sĩ lừa chứ, chứ bác sĩ bình dân là nó không có xài. Chơi vậy đó mà chuyên môn cả cuộc đời đi cầu nguyện cho người ta là sao? Nói như vậy mà nghe được, vậy mà Phật tử nghe được là sao? Sinh già bệnh chết mà nó không muốn chết mà chưa chết mà nó còn làm cái hình nữa chứ. Làm cái hình để cho người ta thờ nữa cơ chứ. Cái đó mới là cái tệ đó chứ. Cái hình để cho người ta thờ để làm cái gì? Ngũ ấm vô ngã ở đâu? Sắc ấm vô ngã, thọ ấm vô ngã, tưởng ấm vô ngã, hành ấm vô ngã, thức ấm vô ngã. Ngũ ấm vô ngã Như Lai Thế Tôn dạy chỗ nào, để chỗ nào mà làm như vậy? Cứ tưởng tượng như vậy. Rồi còn Phật tử thì cứ tưởng tượng rằng là bỏ vô 50 triệu, 100 triệu vậy làm cái tượng cho thầy mình, cho giống y thầy mình vậy, rước cái thợ ở xứ này, xứ khác lựa thợ xịn để làm cái tượng để sao được thờ thầy mình. Các vị tu hành, các vị hiểu cái gì kỳ lạ vậy? Như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp là vô ngã. Mà vô ngã thì sắc cũng vô ngã, thọ cũng vô ngã, tưởng cũng vô ngã, hành cũng vô ngã, thức cũng vô ngã. Vậy thì các vị bỏ ra 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, các vị làm cái tượng cho thầy của các vị để thờ là các vị thờ ai? Vậy mà các vị làm được đó, các vị cho là long trọng thầy mình là vậy đó. Cho nên các vị tưởng tượng không à, sung sướng bằng cái tưởng tượng. Tạo cái điều kiện sung sướng cho thầy mình cũng bằng cái tưởng tượng.
Mà thầy mình mà mình còn làm cho họ cái tưởng tượng sung sướng đó, thì các vị cũng sung sướng bằng tưởng tượng mà thôi, chứ không có sung sướng thiệt, không có an lành thật sự, không có giải thoát thật sự bằng chính thân bản thân của các vị, mà các vị sung sướng bằng cái tưởng tượng. Đưa thầy mình 100 triệu để làm cái tượng, cái cốt đó là sung sướng quá rồi. Nó mình có hiếu với thầy mình quá rồi, mình trọng Phật rồi, mình trọng Phật cho nên mình mới trọng thầy mình, cho nên mình bỏ ra 100-200 triệu vậy để rước thợ thiệt khéo để làm cái tượng thầy mình, để thờ thầy mình. A Di Đà Phật, các vị tu như vậy mà các vị đòi giải thoát là giải thoát làm sao? Sống bằng tưởng tượng không? Tôi nói cái đó là nguy hiểm đó. Nguy hiểm đó, người ta có thể thủ tiêu tôi bằng kiểu này kiểu khác. Mà bây giờ nếu mà có thủ tiêu tôi thiệt thì cũng tốt thôi à. Bởi vì 81 tuổi rồi, sống khúc sau này cực lắm. Bây giờ là con mắt của tôi là mờ rồi mà. Còn đi thì ngồi lâu dưới đất rồi đứng dậy là nó sàn qua một cái. Nó gần như là muốn té vậy. Nếu mà không có cái đồ vịn, không có gậy là nó té thiệt đấy. Cho nên bây giờ mà nếu muốn thủ tiêu là cứ thủ không sao hết trơn. Chứ nói kiểu là nghe rất dễ ghét. Nghe quá dễ ghét đi chứ. Ta bỏ ra là cả 100 triệu rồi ta làm tượng, ta thờ thầy người ta. Mà nói như vậy là đụng tới người ta là sao? Người ta không chịu chứ. Mà ta không chịu đúng thôi. Nhưng mà đúng là đúng với họ. Họ không thích thì họ nói đúng. Chứ còn là tu như vậy mà gọi là tu đạo Phật là tôi không chịu. Những người đệ tử Phật như vậy gọi là tu đạo Phật tôi không chịu. Những ông thầy dạy đạo như vậy mà gọi là dạy đạo Phật, gọi là giảng đạo Phật, gọi là lãnh đạo tinh thần cho những người Phật tử, tôi không chịu. Mà không chịu là tôi có quyền nói. Bởi vì tự do tín ngưỡng hiện giờ hoàn cầu đều là tuyên truyền cái vấn đề tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Thì tôi là một người học Phật, tôi theo đạo Phật, tôi có quyền nói cái gì của đạo Phật. Còn ai muốn giết cứ giết. Hồi xưa Mục Kiền Liên cũng bị ngoại đạo giết. Và các tôn giáo khác, có những vị gọi là thánh tử đạo cũng bị đối lập giết. Thì bây giờ tôi nói như vậy nghe rất dễ ghét. Và để thì để chơi, mà không để thì chết chơi không nhầm gì hết. Phải nói thôi. Đấy, cho nên là cái chữ tưởng quẩn này học hoài, học không có hết. Tưởng sai lầm không biết bao nhiêu mà kể, thì làm sao mà có giải thoát giác ngộ được. Những cái trước mắt đây mà không làm, những cái trước mắt đây mà không diệt, không trừ, không loại bỏ, mà đòi giải thoát giác ngộ là đòi ở đâu? Lễ bái ông gì, lễ bái ai? Cái bài thơ lễ bái của tôi làm này. Bao năm lễ bái bấy năm cầu. Cầu cái gì, cầu ai? Đạo Phật không có cái vụ cầu nguyện, cầu an cũng không được, cầu siêu cũng không được, cầu cho thế giới hòa bình cũng không được. Chẳng những đạo Phật cầu không được, mà các tôn giáo lớn nhất trên thế giới, đông đảo nhất của thế giới cũng không cầu được. Muốn cho thế giới hòa bình thì phải dạy cho mọi người không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngôn, không ỷ nữ, không nói hai lưỡi, không nói hai chiều, không nói lời theo dệt, không nói lời hung ác. Và đừng uống rượu, đừng cấm trồng xì ke, cấm trồng cần sa, cấm trồng cây áp hiện, cấm nấu rượu. Tất cả thế giới mà chung nhau mà làm vậy đó, dạy, đồng loạt dạy. Dạ như vậy đó thì là thế giới mới hòa bình. Chứ còn áp hiện cần xa là cứ trồng hàng trăm mẫu, hàng ngàn mẫu này qua ngàn mẫu kia mà không bảo diệt được cái đó, không ra lệnh diệt cái đó, và có ra lệnh cũng không nổi, thì làm sao mà cầu nguyện hòa bình được? Cần xa không diệt mà mình ra lệnh cấm hút thuốc, mà mình cho mở cái xí nghiệp thuốc lá. Trời Phật ơi, tôi nghe cái đó thì tôi muốn chết luôn á. Ở Việt Nam mình là tôi nghe là thủ tướng mình ra lệnh cấm hút thuốc là tôi mừng muốn chết rồi.
Tôi đi vô ngân hàng mà cái ngân hàng nó xài máy lạnh không à, mà họ hút thuốc, tôi chịu không nổi. Tôi mới đề nghị các vị ở trong đó là đề nghị cấm hút thuốc, mà đã để chữ no smoking tiếng Mỹ á, no là không hút. Tôi nói cái chữ này không có được, cái chữ này là làm bây giờ mình nói là xin đừng hút thuốc không có được, mà chứ no là của bên Mỹ là đúng đó, còn của mình phải nói rằng chỉ cấm thì mới được, chứ nói là mình nói là không hút thuốc là không được. Cái chữ không hút thuốc đó, tiếng Việt Nam mình mà nói không hút thuốc là họ chưa có sợ, phải nói cấm hút thuốc mới được. Còn như tiếng Mỹ mà để no smoking đó là coi như là cấm hút thuốc rồi đó, chữ đó có thể xài được. Mà chữ Việt Nam mà nói rằng là không hút thuốc là chưa được, phải nói cấm. Có lần đó tôi chịu không nổi, tôi nói với các cô ở trong ngân hàng đó, tôi nói các cô, tôi đã gợi ý một vài lần rồi mà các cô nỡ đành các cô ngồi ở trong này mỗi ngày năm này qua tháng kia, mà các cô mà để như vậy đó ha, thì là theo tôi đọc trong sách báo đó, là nếu đàn ông thì là nó bị bệnh nhiều thứ bệnh trong đàn ông rồi, mà phụ nữ thì có thể có quái thai. Người ta nói trong khói thuốc này nó có mấy ngàn cái chất độc ở trong này, là phụ nữ mà hờn ngửi cái mũi này nhiều là có thể có quái thai, và con nít thì có thể bị bệnh chết tuổi trẻ. Cho nên là tôi đề nghị các cô phải quyết liệt thưa lên ban giám đốc cấm hẳn hoài, chứ không có để cái chữ là không hút thuốc như vậy là chưa được. Tôi nói về những lần sau tôi thấy có kết quả. Cái ngân hàng đó để hoàn toàn là cấm hút thuốc. Cho nên là cái chuyện của mình nó còn nhiều lắm. Mình làm kỳ quá, để cầu nguyện cái gì. Tôi nghe mình còn cho cái nhà máy thuốc lá mà đầu tư ở trong Việt Nam mình, mà trong khi đó mình ra lệnh cấm hút thuốc, tôi nghe nó kỳ quá. Cũng như cấm cờ bạc mà mình cho in bài tứ sắc, cho in bài bài cào, bài, nếu mà mình cấm cờ bạc thì là mình đừng cho in cái đó, ai làm cái đó là tịch thâu gia sản toàn bộ. Nếu mình ra lệnh cấm hút thuốc, ai mà làm cái xí nghiệp hút thuốc là cấm toàn bộ, không có cho phép. Cấm cần sa là ai mà trồng cây cần sa, ai mà trồng cây anh túc, cây áp hiện là bắt tịch thâu gia sản. Thì người ta mới không dám làm nữa, là khỏi cầu nguyện gì hết đó. Vậy đó, làm chính phủ làm vậy đó là gọi là cầu nguyện rồi đó. Chứ còn đốt nhang mà cầu ông này ông kia, thầy chùa mà dạy như vậy là giỡn đó. Cho nên là hồi nhỏ tôi học có câu là lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh, trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Thuốc hay là luôn luôn là thuốc hay là khó uống lắm, đắng miệng lắm, nhưng mà nó lợi cho tật bệnh. Còn cái lời ngay á, thì cũng khó nghe lắm, nó trái cái lỗ tai của nhiều người lắm. Nhưng mà nếu mà mình nghe rồi mình dứt bỏ cái kiến thủ kiến đi, tức là cái thấy biết mà sai lầm mà mình chấp mắt, mình bỏ được cái đó đi, thì mình mới nghe được những cái nó có lợi, những điều có lợi. Trung ngôn nghịch nhĩ, lời ngay nó trái tai mà nó lợi cho cái việc làm. Đó là người xưa hiền thánh đã đúc kết kinh nghiệm để nói như thế. Cho nên những điều tôi nói là tôi nói thẳng, tôi nói thật, tôi dựa theo ý tứ kinh điển, dựa vào cái tự do tín ngưỡng của tôi nói thẳng. Cho nên là các vị có nghe còn không nghe là cứ bỏ vậy thôi, cứ chửi bỏ cũng được, nhưng mà điều tự do tín ngưỡng, tôi có quyền nói cái của tôi thích. Tôi có quyền nói cái đạo của tôi đang tu, đang hành.
cái chữ tưởng, chữ tưởng đó ha. Rồi coi rồi, bây giờ nói tới chữ hành nha. Tưởng là sai nhiều lắm rồi đó, nó không có hết. Giờ tới chữ hành. Chữ hành quẩn là cái gì ở trong này? Phật tử để ý là cái chữ hành này là thường thường người ta thấy chữ hành đó là làm. Chữ hành nó có nghĩa đen đó là hành là đi, hành là làm. Thí dụ như hành động, đó là những cái tác động mà do mình làm ra bằng thân, bằng miệng, bằng ý. Hay là tu cũng gọi là tu hành. Tu hành có nghĩa là tu hành về thân, tu hành về miệng, tu hành về ý. Có nghĩa là mình phải làm những cái điều lành, những điều cần thiết mà kinh điển dạy thì gọi đó là hành. Nhưng mà tôi nghiên cứu rồi đó, cái chữ hành này đó không có các nghĩa đen như vậy được. Chữ hành này không có các nghĩa là hành động được. Không có các nghĩa chữ hành là làm được. Bởi vì sao? Đây là chữ hành này là cái lãnh vực của tâm. Bởi vì thọ tưởng hành là bên cái mặt lãnh vực của thuộc về tâm rồi. Cho nên chữ hành này không thể nói là hành động. Tuy nhiên chữ hành này nó không phải là riêng của lãnh vực của tâm mà nó lại bao hàm về bên lãnh vực của thân nữa. Cho nên chữ hành này là phải thiền định mới thấy được cái nghĩa của chữ hành này. Chữ hành này á, nó là hành pháp. Hành pháp đây á, là cái pháp này á, là nó chịu cái sự vô thường, biến chuyển, thay đổi, sanh diệt, diệt sanh. Ở trong chữ hành này đó. Chữ hành này là hành động, là vận động, là biến chuyển, là vô thường, sanh diệt, diệt sanh. Mà nó biến chuyển bên cả hai mặt. Cả lãnh vực thuộc về sắc quẩn cũng chịu sự biến chuyển, vô thường, sanh diệt, vận động của cái nghĩa của chữ hành này. Rồi bên lãnh vực tâm cũng chịu sự vô thường, sự biến chuyển, sự sanh diệt, sự thay đổi của tâm. Thế thì chữ hành này có nghĩa là sự biến chuyển, sự vô thường, sự sanh diệt, sự thay đổi của thân lẫn tâm. Thân và tâm đều chịu sự biến chuyển, sự vô thường, sự sanh diệt, sự vận động, sự thay đổi của thân, của cả tâm. Thế chứ hành này là vậy đó. Chứ còn cách nghĩa hành động là không được. Hành động đúng đây đâu có được. Bởi vì bốn cái chữ thọ tưởng hành là bên lãnh vực của tâm. Thuộc về đó là mà chữ thọ với chữ tưởng đó là thuộc về tâm sở hữu. Nó là cái pháp sở hữu của tâm. Còn cái chữ thức á, là tâm vương. À, chữ thức quẩn là thuộc về tâm vương. Mà chữ thọ, chữ tưởng á, là thuộc về tâm sở hữu. Là nó là cái sở hữu, cái công dụng của tâm. Còn như hành á, thì nó vừa là công dụng của tâm mà nó vừa là chi phối biến chuyển vô thường sanh diệt của sắc quẩn, của thân nữa. Chỗ này học khó đó. Cho nên nội ngũ quẩn không mà học lên tới mơ là không có được. Đòi học cái gì ghê gớm lắm mà không có được đâu. Ngũ quẩn mình mà không hiểu được, không tư duy được, không thiền định được, không quán chiếu được thì đừng có học cái gì khác. Có nói đi nữa cũng nói bậy từ ngày sinh ra tới ngày chết thôi. Rồi tưởng đâu là vô trong đạo Phật đó là học những cái gì, học chữ Anh, chữ Pháp, chữ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, là chữ Maroc, là chữ Campuchia, là chữ Phạn, chữ gì đó, học cho đủ thứ cả trăm chữ. Mà nói ngũ quẩn không được là không có được cái thứ chữ gì mà xài được hết á. Phải nói thẳng nó như thế. Nói ngũ quẩn mà nói không được là mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường còn nguyên. Thì không có nói cái gì mà trúng được hết. Những cái ông mà học tiến sĩ 3, 4, 5, 7 thứ tiếng người ta đồn như vậy đó. 12 thứ tiếng vậy đó.
mà viết cái bộ kinh mà tán thán về cái ông Từ Đạo Hạnh lại với ông Nguyễn Minh Không đã từng đánh nhau chết trên sông Tô Lịch, mà cho rằng là đó là cái thành quả của tu hành chứng đạo là như vậy, thì còn cái gì nữa là 15-20 thứ thiết để làm cái gì? Cho nên Phật tử của chúng ta phải ráng mà học chứ. Ông Nguyễn Minh Không với ông Từ Đạo Hạnh trong sách, trong sách Phật thì có, nhưng mà sách Phật của Việt Nam nói việc đó có. Nhưng mà khi mà hai ông đó mà làm như vậy là mình phải loại bỏ hai cái ông đó ra đạo Phật, ra khỏi đạo Phật. Nguyễn Minh Không với Từ Đạo Hạnh sao gọi là đạo Phật được? Anh tu cái đạo gì, anh tu bằng cái pháp gì ở trong đạo Phật tôi không cần biết. Nhưng mà khi mà anh thành đạo rồi, mà anh có thần thông, anh có phép rồi, mà anh đứng trên mặt nước rồi trong Tô Lịch rồi, mà anh quánh, anh đánh nhau rồi anh chết, nghe răng nhau đó, rồi nổi trôi trên sông Tô Lịch đó. Rồi bây giờ người ta làm cái chùa, người ta chôn anh ở ngoài Bắc đó. Có cái chùa của cái ông huynh đệ với tôi, học trò tôi đó, nó ở sờ cái chỗ cái mồ cái mã đó, gần cái chỗ mấy ông nó quánh chết, nghe răng nhau đó. Tôi nghe cái đó rồi tôi nhớ lại, tôi nói các cha nội thầy chùa của tôi mà viết cái đó mà cho rằng là chứng minh rằng là đó là đạo Phật tu hành thành công như vậy thì các cha là cái loại gì chứ không phải là loại đạo Phật rồi. Nhưng mà tôi nói như vậy đâu có nhiều người nghe mà bằng lòng đâu. Người ta nói rằng đạo Phật mình tu là phải vậy, là phải thành thông như vậy đó, phải chứng đạo như vậy đó, phải đi trên nước, đánh lộn trên nước vậy đó mà được rồi mới là thành đạo. Thế thì cái thành đạo đó để làm cái gì? Thành đạo đó bây giờ là Mỹ nó làm tàu lặn, nó lặn ở dưới đáy biển á, nó bắn qua tiện là cái nó diệt cả nửa quả địa cầu cũng còn được. Liên Xô cũng làm vậy được, Trung Quốc bây giờ cũng làm vậy được, rồi Anh Pháp nó cũng làm vậy được, nó lặn ở dưới nước cơ kìa, chứ nó không thèm đứng ở trên nữa. Còn nó muốn đứng trên là nó chở một lần là kêu bằng hàng không mẫu hạm đó, nó chở lần cả mấy trăm chiếc máy bay một lượt. Nó cất cánh từ hàng không mẫu hạm, nó ở ngoài giữa Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương nó đi cũng còn được. Còn cái thứ tu hành mà đứng trên sông Tô Lịch vậy, quánh nhau vậy thôi mà gọi là đạo Phật là vậy đó hả? Vậy là quý rồi đó hả? Vậy mà thiền sư tự xưng là thiền sư, tự viết cái gọi là thiền quyển tập anh, tự viết cái lịch sử của Đức Phật mà tán thán những cái ông như vậy. Cho nên là tôi làm cái bài thơ đó, lễ bái ông gì lễ bái ai, cái ông đó là ông gì mới được chứ. Cái ông mà ăn đã của người ta rồi, người ta tu hành, gọi là tu hành, người ta cho ăn đã rồi cái rồi gọi là thành đạo. Thành đạo là gì? Thành đạo là đi trên mặt nước để quấn lộn. Vậy thì cái đó mình gọi là ông sao? Mình gọi bằng thằng cũng còn chưa tội nữa chứ đừng nói. Thành ra cái bài thơ tôi làm là lễ bái ông gì? Không có ông gì. Ông là chẳng qua là vua. Tiếng vua của Mỹ là vừa là ông, vừa anh, vừa là thằng, vừa là con, vừa là nó, vừa là tụi bay. Cũng đều là du hết hả? Còn đây mình tôn thờ những cái thứ ông như vậy, mình gọi nó là ông, mình lại nó là để làm cái gì? Lễ bái ông gì, lễ bái ai? Theo giáo lý của Đạo Phật, ngoài ta ra không có lễ bái ai hết hả? Không có chuyện gì phải lễ bái. Theo kiểu Mỹ đời nay gặp là hello, how are you? Trả lời là fine, thank you. Bên kia là and you, very well, thank you. Đại để là vậy đó. Vậy là xong rồi đó. Không có lễ bái cái gì hết đó. Tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau. Trên mặt pháp luật, trên mặt xã hội. Thì mình đi lễ bái để làm cái gì? Thành lễ bái ông gì, lễ bái ai? Bao năm lễ bái, mấy năm cầu. Ôi, mỗi lần lễ bái là mỗi lần cầu nguyện. Mà cầu nguyện thì thật sự là không có được. Nếu cầu nguyện được thì không có ai dạy gì nghèo. Cầu nguyện được thì không có ai dạy gì để cho bản thân mình bệnh.
cầu nguyện được thì không ai dạy gì mà để cho cái bầy gia cầm của mình nó chết lần cả là 200-300 ngàn con gà. Cầu nguyện được thì không ai để cho cái trại gia súc của mình chết lần cả 200-300 con heo. Người ta cầu nguyện thần thánh giúp đỡ chứ. Cầu nguyện được thì là không có bàn thờ vong thờ linh. Bệnh là ta rước về chùa, tới tụng cầu an rồi sao lại để bệnh chi? Cho tới chết mà phải thờ bằng giống bằng linh. Cầu nguyện được thì là lột vỏ mà sống đời chứ. Tại sao là tạc tượng để lên bàn thờ để cho sao rồi đệ tử nó thờ? Nếu mình cầu nguyện được thì mình cứ mình cầu cho mình sống hoài, mình lột vỏ đi. Như con dê dê vậy, như con rắn vậy. Chuyện gì phải để cho chết mà để cho đệ tử nó thờ mà phải làm tượng. Cho nên là mình nói thiệt là cái bằng trung ngôn nghịch dĩ là vậy đó. Là ngay nó tái lỗ tai. Nhưng mà may ra thế giới hiện giờ là ta chủ trương tự do tín ngưỡng. Tự do là đối lập. Mà thành ra là bây giờ mình nói nó hơi dễ chút đó. Chứ còn nếu mà nói không dễ là nó thủ tiêu á. Nhưng mà có khi cũng bị không chừng. Mình đâu có thủ cũng sao mà. Nên sự thật là nó trái lỗ tai dữ lắm. Đối tôi mà cái chuyện mà từ Đạo Hạnh với Nguyễn Minh Không mà đánh lên tôi lịch là tôi không chơi rồi. Còn một ông cũng tu hành nữa mà đi qua Bắc Kinh mà xin đồng đem về để làm Phật sự ở Việt Nam này. Xin của người ta là xin chừng một túi, một cái gùi để mang thôi. Tới chừng nhà vua mà cho hứa cho rồi đó, cái rồi tự dùng thần thông phép tắc của mình gọi là chở hết cái kho đồng của Bắc Kinh để đem về Việt Nam mình làm Phật sự, làm bốn cái món ở Việt Nam gọi là tứ khí để mình làm của báo cho nước Nam. Trời Phật ơi, tôi dạy tôi học và tôi đọc thấy cái bài đó là tôi đem xuống tôi nói cho học trò biết. Tôi nói cái thằng nào như vậy mà đem mà thờ nó là sao? Một cái thằng gì đó lưu manh vậy mà thờ nó là sao? Mình xin trăm ký thì mình nói xin trăm ký, mình xin ngàn ký, mình nói mình xin ngàn ký, người ta cho mình mới lấy cho đây, mình nói mình xin một gùi thôi, rồi mình có thần thông, có phép tắc, rồi mình vét hết cái kho của ta, rồi mình quải lên lưng mình, khi mình về. Phép tắc để làm như vậy đó hả? Tu hành đạo Phật và thà được phát tắc để làm như vậy đó hả? Để lấy cái của như vậy đem về làm là cái gia bảo cho cái đất nước Việt Nam này hả? Tôi không chịu cái câu đối như vậy để thờ một cái ông như vậy. Ông như vậy không có đáng thờ. Thì lễ bái ông gì, lễ bái ai? Bao năm lễ bái, mấy năm cầu. Khấn nguyện không được, hên xui mãi, còn mãi hên xui có nghĩa là khấn nguyện không được. Nếu khấn nguyện được thì không có ai để cho mình xui bao giờ. Bao nhiêu đó mà Phật tử gọi là Phật tử mà nghe không nổi thì tôi không biết là các vị đi chùa để các vị làm cái gì. Các vị lại Phật để các vị làm cái gì. Câu đó mà các vị nghe không nổi thì tôi không hiểu các vị tu sao, quy y để làm gì. Khấn nguyện không được, hên xui mãi có nghĩa là khấn nguyện không được. Có một người người ta dạy con người ta nói tụi bay thờ ông thần tài, tụi bay thờ ông địa, tụi bay mua có một ông mà tụi bay còn mà tin tưởng rằng tụi bay nhờ ông thần tài, nhờ ông địa để cho tụi bay buôn bán làm ăn giàu có. Vậy thì những cái bà, những cái ông mà nó gánh hai đầu hai cái giống ông thần tài, ông địa thì nó dạy gì nó bán cho tụi mày. Nó đem về nó thờ, nó giàu nứt đố đổ dốc, nó giàu tiền cả thế giới, cả quốc gia cũng không bằng nó. Bởi vì nó thờ lần cả trăm ông. Còn cái thằng cha mà nó làm là cái lò mà nó in ra ông địa, ông thần tài đó. Nó in ra cả bao nhiêu chục ngàn ông
để nó bán, thì nó lấy ra nó thờ rồi nó giàu biết chừng nào. À, ấy thế mà tụi mày mua có một ông mà tụi mày hy vọng làm giàu bằng những cái ông đó là sao? Đấy, tôi nghe đây này, có Phật tử nói chuyện với tôi trên trên cái đồi Tài Dương của tôi đây này. Người ta nói rằng là cha, ông già của người ta hồi xưa dạy cái câu đó đó. Tôi nghe tôi nói rất hay. Cái lời nói của ông già cô dầu không phải là kinh Phật, nhưng mà nó là kinh rồi đó. Là dạy đó là kinh rồi đó. Chứ kinh mà đem mà tụng mà bắt Phật nghe ngồi cả ngày từ sáng mơ tới chiều để làm cái gì? Tôi ở đó là tôi đọc truyện Tàu nè, là rắp nhau hai ba thằng vậy đó, đọc từ bằng đêm cho tới tới sáng, có bữa đọc mê qua tới sáng vậy đó. Truyện Tàu là cứ truyện Tàu thôi chứ đâu có được cái gì trên cái đường giải thoát giác ngộ đâu. Kinh điển mà đem ra mà tụng như vậy rồi mà không hiểu gì hết, những cái chuyện tầm thường vậy mà nghe không nổi thì là nghe cái gì? Còn Phật cũng vậy, ba cái ông in Phật đó, mấy thằng cha đó nó làm ra Phật được thì phước báo nó biết là chừng nào, nó đúc Phật được, nó in Phật được, thì nó cầu nguyện là Phật phù hộ gia đình nó hết sức là ngon lành rồi, nó còn đi làm cái gì nữa anh chi? Nhưng mà sở cầu không được, khấn nguyện không được, hên xui mãi. Cho nên là tôi có làm một bài thơ nữa, cũng ở trong cái tập như Nguyễn Thiện Sư thi tập đó. Tôi làm một bài thơ: anh đã sanh rồi em chữa sanh, em vì dĩ ngã quá đành hanh. Em dĩ ngã vì cái bản ngã của em quá khắc nghiệt, xem thường anh, em đành hanh quá. Em vì dĩ ngã quá đành hanh, lẽ thường em kính anh thì phải. Lẽ thường là anh phải kính anh, phải trọng anh, phải quý anh chứ, bởi vì quyền huynh thế phụ mà. Muốn đi cưới vợ cho em là anh có thể thay thế cho cha. Cha chết rồi thì anh thay thế cho cha để đi làm xui cưới vợ cho em. Và mọi việc gì cần thiết trong nhà là quyền huynh thế phụ. Đó là tục ngữ, thành ngữ của dân tộc Việt Nam sử dụng từ lâu rồi. À, cho nên lẽ thường em kính anh thì phải. Ai để quyền huynh lễ bái em? Tại sao anh để quyền huynh thế phụ mà đi lễ bái em? Đó là mình là một cái người mà sanh trước cái tượng. Mình với thợ hồ, thợ đúc là sanh trước cái tượng. Vậy thì mình là anh chứ gì nữa. Còn các cái tượng đó là em chứ gì nữa. Bởi vì nó sinh sao mình mà mình mua sắt, mình mua xi măng, mình mua cát, mình đúc nó kia mà. Thì mình là sinh trước cái tượng. Cái tượng sinh sao mình? Mình là anh. À, lẽ thường em kính anh thì phải. Ai để quyền huynh lễ bái em? Quyền huynh thế phụ mà bây giờ bắt quyền huynh lễ bái em. Ta đã làm ra cái tượng mà bây giờ bắt ta lễ bái cái tượng là sao? Vậy là quyền huynh thế phụ mà đi lễ bái em. Vậy là em vì vị ngã quá đành hanh. Thế thì cái bài đó để nói là cái gì? Nói lên cái tôn chỉ của đạo Phật. Hồi xưa Đơn Hà thiền sư đã làm rồi. Đơn Hà chẻ Phật đốt chơi. Mà trong kinh sách Phật có cái bài thơ đó: Đơn Hà thiêu bọc Phật, viện chủ lạc tu mi, nhất tràng kỳ đặc sự, thiên hạ thiểu nhân tri. Đơn Hà đốt Phật gỗ. Phật hồi xưa Phật gỗ không à, không có xi măng, không có đồng. Người ta thường thường ta làm Phật gỗ, ta tạc Phật gỗ. Phật vẽ, Phật thêu cũng có, nhưng mà đều đa số là Phật gỗ. Đơn Hà thiêu Phật gỗ. Ông trụ trì, ông viện chủ nghĩa là hải hùng, vững tóc gái, sững lông mày. Đó là chuyện có thật. Mà nhất tràng kỳ đặc sự, thiên hạ thiểu nhân tri. Đó là cái gì? Đó là ông Đơn Hà là một thiền sư chánh thống đó, người có giác ngộ đó. Người ta nói, ta đốt Phật vậy để ta cảnh cáo, ta nhắc nhở
Người ta nói với mọi người rằng đừng tin tưởng Phật ở trong Phật gỗ, bởi vì Phật gỗ là không độ được lửa là vậy đó. Ông đơn hà, ông trẻ ra, ông chậm, ông nấu nước, ông uống, ông chơi vậy à. Hỏi sao ông lấy Phật ông làm vậy? Nó ủa cái này là nấu nước uống, trẻ là lấy củi, lấy xương thịt của Phật nấu nước uống. Rồi hỏi nó làm gì? Mà Phật mà có xương ra không? Ông này mà không có xương, ông này mà không có xá lợi đó, thì kiếm ông khác làm thêm. Viện chủ sững lông mày lên, hãi hùng khiếp đảm. Đó là tinh thần của Phật giáo là vậy đó. Cái đó là sách vở cổ điển để tự nghìn xưa, chứng tỏ rằng những việc mà đạo cao đức trọng thiền sư tu chứng, người ta đạt được cái ý tưởng đó. Người ta biết rằng là trong tượng gỗ không có Phật, trong tượng xi măng cốt sắt không có Phật, trong tượng theo tượng vẽ không có Phật, trong tượng đồng không có Phật. Cho nên người ta nói tượng đồng là không độ được cái lò lửa, cái lò đúc đó. Bỏ đồng vô, bỏ gan, bỏ sắt vô, nấu chảy tuốt hết, rồi muốn đúc cái gì đó là đúc. Thành ra tượng Phật đồng không độ được lò đúc, Phật gỗ không độ được mối mọt và lửa, Phật xi măng không độ được súng đạn hoặc là búa tạ. Cho nên là cái nhóm Taliban ở bên Afghanistan nó bắn hàng Phật cả thế giới đều khuyên can mà không được đó. Đấy, cho nên là mình học Phật mình phải để ý, phải nghe lời Phật, đừng có tin tưởng ở nơi những cái tượng cốt. Dù là ba cái ông thầy chùa nó giả đò, nó khai quan điểm nhãn là nó móc túi các vị đó, chứ khai cái gì. Thật mà mình phải khai quan điểm nhãn cho Phật thì là ông Phật đó là ra cái thứ gì mà mình phải cầu nguyện lại lục ổng. Nếu ổng là Phật là đàng hoàng thì ổng là phải là tự làm cho ổng là có trí, có tuệ, có phước đức, có là tất cả cái gì ổng có, hơn mình ổng mới giúp mình chứ. Chứ ổng không làm được như mình phải để cho ba thầy chùa con này, trong đó tôi đã nói rồi là thầy chùa con mà nó vẽ tượng, vẽ mắt cho Bồ Tát, cho Phật, mình mới tức chứ. Mình nói tức cái này, nó mình sao thiền sư Duy Nguyễn mà còn nói tức là cười mình đó. Nhưng mà thật sự là mình không bằng lòng, không bằng lòng tức là tức rồi đó. tức là không bằng lòng. Tôi nghe trên đài thế giới họ nói cái nước này nước kia, họ nói cái câu đó nó làm cho cái nước kia tức, tôi cười cái chữ tức. Thí dụ như Mỹ nó nói làm cho Iran tức giận, rồi Nam Triều Tiên với Bắc Triều Tiên ấy là Bắc Triều Tiên làm cho Nam Triều Tiên tức giận, rồi Nam Triều Tiên bây giờ ấy là không cho là Bắc Triều Tiên ấy là không thọ nhận sự giúp đỡ nữa, làm Nam Triều Tiên làm cho Bắc Triều Tiên tức giận. Tôi nghe chữ tức giận tôi cười quá trời. Một người thì mình nói tức giận được, nhưng mà cả nước mà nó tức giận. Ở thế thì mình học rồi, nói đúng rồi, mình học rồi mình quán chiếu, mình tư duy rồi mình suy ra nhiều chuyện lắm. Suy ra nhiều chuyện lắm. Cho nên phải học Phật phải có học một số lý luận. Phải tập lý luận. Phải lấy lý trí mà suy. Mà suy ra thì mình phải có lý luận. Mình mới đánh đổ được những cái nào thuộc về sai trái, không có chân lý. Mình phải phục vụ cái nào có chân lý. Cho nên trong đạo Phật nó có cái chữ tồi tà phụ chánh. Thí dụ như tôi giảng mà tôi hướng dẫn các vị đó là tôi vận dụng hai mặt. Một mặt tôi tồi tà rất mạnh mẽ. Chữ tồi có nghĩa là xô, là dẹp, là đánh đổ đó, chữ tồi gọi là tồi tà, tức là cái gì tà, cái gì không chánh. Thì mình đánh đổ, mình đả phá, mình xô dẹp nó rất dữ, gọi là tồi tà. Còn phụ chánh là cái nào mà chánh là mình nâng đỡ, mình bồi dưỡng, mình triển khai, mình làm cho người ta tiếp nhận dễ dàng để cùng đi một cái con đường đó, một cái ý hướng đó, thì gọi là phụ chánh.
Mà trong chùa thường thường nó có cái bài tụng gọi là tồi tà phủ chánh hộ đạo tràng. Cái ông hộ pháp á, ông hộ pháp ở trong chùa đó, mà người ta biểu lộ qua cái hình dạng của một ông tiêu diện đại sĩ đó. Tiêu diện đại sĩ là một Bồ Tát hóa thân đó, là ông tiêu. Còn một bên là người ta thờ ông hộ. Ông hộ là cái mặt hiền lành hơn. Mà cái đó là có thể là người ta lấy cái hình tượng của cái ông Di Hộ ở trong truyện Phong Thần, hoặc là trong truyện Phong Thần lấy hình tượng của vừa vào cái biểu tượng của ông Di Hộ đó mà ta đặt ra cái ông Di Hộ ở trong truyện Phong Thần mà tôi nói hồi nãy đó, đọc cái bài thơ là Du Thú Lâm Thuyền đã bấy lâu không vinh không nhục cũng không sầu, xa bề tử sắc say mùi đạo, ngán chữ công danh mến pháp màu, mới chỉ tai thiên hùm cuối cổ, vừa quan chày báo quỷ tan đầu, chớ chê tuổi nhỏ thần thân thấp, yêu mỹ tà ma hết thải thông. Có lẽ là người ta lấy cái biểu tượng của ông Di Hộ đó mà ta viết ra, người ta thờ là ông hộ pháp. Thành ra là ông Tiêu với ông Hộ đó là một ông tồi tà, hai ông đó là gọi là tồi tà phủ chánh hộ đạo tràng, bảo hộ ủng hộ làm sao cho cái người đệ tử Phật á là phải sống đúng theo chánh pháp mà đừng sống theo tà pháp. Cho nên là biểu lộ hai ông đó, biểu trưng hai ông đó là tồi tà phủ chánh. Thành ra sự thật theo đạo Phật á thì không cần phải hai ông đó, mà mình một mình thôi, mà mình nghe cái nào tà mình biết bỏ gọi là tồi tà rồi đó, mình nghe cái nào chánh mình lấy mình theo gọi là phụ chánh rồi đó, chứ không phải cần có hai ông. Hai ông đó chẳng có làm cái gì được đâu. Cũng như tôi ngồi đây nè, tôi nói có mình tôi thôi đó, không có ai hết á, nhưng mà tự nó có tồi tà, tự nó có phụ chánh. Mà Phật tử cũng phải học cái lý luận như vậy, phải đủ sức tồi tà và đủ trí tuệ để phụ chánh, để giúp đỡ nâng đỡ chánh, bồi dưỡng cái chánh, để lấy nó làm cái kim chỉ nam, làm lộ trình để mình đi tới, thì mình tu mới có kết quả. Còn bằng không là tâm sự nhờ thầy, cái từ đó rất là sai lầm. Cái từ đó là nói xin lỗi, nó không phải là toàn bộ người miền Bắc, nhưng mà miền Bắc là bởi vì tôn trọng thầy quá đi. Miền Bắc nó tôn trọng các sư già, các sư cụ, các ông dữ lắm. Cho nên là cái gì là tới các ông, tới các cụ là tâm sự nhờ thầy. Cái đó không nên. Cái tấm lòng tôn kính trọng người khác là tốt. Mình nên hạ mình xuống, mình nên tôn trọng người khác là tốt. Nhưng mà không phải lúc nào cũng tốt. Cái người đó phải có khả năng lãnh đạo mình, hướng dẫn mình, giúp đỡ mình thì mình tôn trọng là phải. Nhưng mà người đó là người ta hướng dẫn mình tầm bậy, người ta dạy mình ngu si để người ta lấy tiền người ta ăn thì mình là tôn trọng như vậy là mình lỗ lã thiệt thòi, mình không có được cái gì hết. Còn cái bài Thanh Thiền 4 này tôi nói bữa nay nữa mà sợ cũng không rồi nữa. Đó là nãy giờ tôi nói chữ tưởng không đó. Chữ tưởng bởi vì mình quá nhiều cái tưởng tượng sai lầm. Mà muốn diệt cái tưởng sai lầm đó, muốn tồi tà là mình phải bồi dưỡng cái trí tuệ. Cho nên đạo Phật cái khẩu hiệu trong các chùa ta để duy tuệ thị nghiệp là vậy đó. Con đường sự nghiệp của những người học đạo hành đạo là phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Không có trí tuệ là không có được. Không có trí tuệ là mình tu toàn là quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan thì tâm sự nhờ thầy, tâm sự cũng nhờ ơn trên phù hộ, không có được. Không có ơn trên nào hết á. Tự mình làm ơn trên cho mình.
Tự mình làm cồn đảo cho mình, tự mình làm phao nổi cho mình thì mình mới sống được, mình mới có an lành, có hạnh phúc được. Cái nhờ ơn trên phù hộ là không được, nhờ bề trên không được. Còn nhờ thầy thì thầy lại nhiều khi càng giống. Ở trước mắt đây thầy cầu nguyện được thì tại vì tại sao thầy phải đi vô nhà thương? Tại sao thầy không cầu cho thầy sức khỏe bình an? Thầy đi bệnh viện là sao? Thầy cầu nguyện được, tại sao thầy còn uống thuốc? Nói như vậy không có nghĩa là tôi bảo những người đệ tử Phật, những nhà sư tu hành không uống thuốc. Uống chứ. Cái đó là đói ăn rau đau uống thuốc là chân lý. Thuốc là nó là một cái thành phần ở trong vũ trụ nhân sanh, nó là một cái lý nhân duyên. Mình thiếu cái chất nào đó thì mình đưa cái chất đó thêm vào. Ngược lại trong các cái cây thuốc đó nó cũng vậy, nó thiếu chất gì đó thì con người, thí dụ nó thiếu nước, con người là phải trồng cây thuốc, là phải tưới nước cho nó. Đó là cái giáo lý hỗ tương, đền qua bù lại của vũ trụ, nó gộp thành ra một cái chân lý duyên sanh như quyển. Thế là mình thiếu cái chất mát thì mình mua rau má mình ăn cho nó mát, mình mua hủ qua mình nấu canh mình ăn cho nó mát. Còn mình thiếu chất ấm thì mình mua gừng mình đâm ra mình uống, hoặc mình ăn với gừng cho nó ấm. Cái đó là cái sự hỗ trợ tương quan tác động giữa là hiện tượng với nhau. Cho nên là mình bệnh có quyền uống thuốc. Bác sĩ họ là người cho thuốc người khác, nhưng mà họ cũng có thể bệnh, họ cũng có quyền uống thuốc. Chứ bác sĩ cũng không rồi cuối cùng bác sĩ cũng phải già rồi cũng phải chết. Thế thì già chết là chân lý. Mà đây người ta già ta chết rồi mà mình đi cầu nguyện cho người ta. Cầu nguyện cái gì? Làm chuyện rùi bu. Phật tử chân chánh người ta không có nhờ cầu nguyện đâu. Đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc. Việc ác bỏ, việc lành làm là tự nó bình an à. Cái người mình làm việc lành không trọn đời là người đó tự bình an à. Không có cầu an cái gì hết thảy. Còn người làm ác mà điêu ngoa rồi xảo trá rồi gian manh rồi giật giật rồi lừa đảo nè, là người đó không bình an, không có cầu nguyện được cái gì hết. Bây giờ tôi dẫn tới mấy giờ đây? Bây giờ tôi xin nói tiếp nha. Bây giờ tôi xin nói với các Phật tử rằng là nói không dễ gì hết ý đâu. Nói cái này không dễ gì hết ý. Hồi đó tôi nhớ Khổng Minh có viết cái câu thơ mà tôi thích vô cùng. Thơ cho Khổng Minh viết gửi cho Châu Du, gửi cho Tào Tháo. Cuối cùng cái bài thơ của Khổng Minh á có câu là thơ bất tận ngôn, ngôn vô tận ý. Nghĩa là lời nói của tôi gửi cho ngài, tôi gửi cho ông đó, nghĩa là thơ của tôi nói không có hết lời. Và lời nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không có hết ý, là mong ngài thông cảm cho. Thành ra cái câu đó tôi rất là thích, thơ bất tận ngôn. Sau này tôi viết thơ, cái thời mà tôi hay thỉnh thoảng có viết thơ đó, tôi có hay dùng chữ đó, thơ bất tận ngôn. Học cái câu đó của Khổng Minh Gia Cát Lượng đó. Thơ không làm sao nói được hết lời, ngôn vô tận ý là nói không bao giờ hết ý được. Thành ra tôi cũng nhắc các Phật tử học câu đó hay lắm đó. Bây giờ mình học mình sửa lại nó là giảng bất tận ngôn, hay là thoại, chứ thoại cũng được, thoại bất tận ngôn. Thoại là lời nói, giảng là cái lời triển khai. Giảng bất tận ngôn, ngôn vô tận ý. Ông pháp sư nào giỏi mấy cũng không bao giờ nói hết lời được. Và lời cỡ nào cũng không bao giờ hết ý được. Cho nên là mình dùng chữ giảng, mình nói vậy đó. Chữ thoại cũng vậy, pháp thoại hay là thuyết pháp đó. Thuyết bất tận ngôn, ngôn vô tận ý, lời nói không hết lời, và lời không hết ý. Do vậy mà mình phải thiền định là vậy đó, phải tham thiền là vậy đó. Bởi vì như Thích Như Pháp Tùng Bổn Vĩ Lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng.
các pháp từ xưa nay nó xa rời cái văn tự, nó xa rời ngôn thuyết. Cho nên tôi nói là cũng là làm việc chơi. Vì vậy mà hồi xưa Phật Thích Ca, ổng giác ngộ rồi, ổng Phật Thích Ca, ổng thông minh lắm, ổng là trí tuệ vô thượng Bồ Đề. Ngài giảng, Đức Phật giảng cho ta 49 năm rồi, ổng nói, tới chừng cái ngày mà sắm dụng Niết Bàn rồi, nói, Như Lai có nói gì đâu. Chẳng có gì để cho Như Lai nói, bởi vì tất cả các pháp xưa nay nó xa lìa cái tướng ngữ ngôn, nó xa lìa cái tướng văn tự. Như Lai có nói đi nữa cũng nói không có hết, không có hết cái gì mà Như Lai muốn nói. Cho nên là Như Lai thuyết pháp vậy chứ chẳng có pháp gì để thuyết cả. U ghê gớm, trí tuệ ghê gớm. Thì bây giờ đây tôi nói các vị cũng vậy thôi à, các vị cũng thông cảm mà. Nghe được tới đâu là nghe, hiểu được tới đâu là hiểu. Ngoài ra mình phải sử dụng cái trí tuệ của chính mình để mình moi móc cái tự nhiên trí, cái vô sư trí, cái nhất thiết trí vốn có của mình. Chứ còn đừng có tin lời pháp sư, kể cả pháp sư tự thông. Pháp sư tự thông cũng chẳng nói hết được cái gì. Pháp sư tự thông mà tự khoe mình nói đầy đủ nhất cũng là nói dốc thôi, không thiệt. Mà nói thiệt là phải nói rằng kể cả pháp sư tự thông cũng nói không hết lời, và lời ngôn ngữ giàu phong phú cỡ nào cũng không hết ý. Cho nên cuối cùng rồi là pháp sư tự thông cũng nói, nó nói chơi vậy thôi. Chơi mà chơi kiểu pháp sư tự thông á, là chơi chơi chờ đá cứng, chân cứng đá mềm. Chơi chờ trời quang biển lặng, mọi miền nở hoa. Chơi chờ xuân đến đông qua, cho tâm rỗng lặng như bầu thái hư. Chơi chờ chơi như thở bé, ngày nào nhìn trăng trăng sáng mà nhìn trời trời xanh. Chơi chờ Di Lặc hạ sanh, ô kìa Như Lặc giáng sanh, là 8 tỷ 4 người trên thế giới. Chơi của Như Nguyễn Thiền Sơn là chơi vậy đó. Tất cả đều là chơi. Chơi như anh Di Hạnh vậy đó. Chơi như thỏ bé, năm nào nhìn trăng trăng sáng, nhìn trời trời xanh. Chơi chờ cho cái lúc mà mình tôi luyện cái ý chí của mình đó, nó như con nít vậy đó. Nhìn trăng sáng là thấy trăng sáng vậy thôi, chứ chẳng có ý tứ, chẳng có phân biệt gì thêm tối bất cái gì. Nhìn trời xanh là thấy trời xanh vậy thôi, chứ cũng chẳng có cái ý niệm thêm bất cái gì. Như trẻ con vậy đó mà. Chơi của Như Nguyễn Thiền Sư là chơi vậy đó. Chơi chờ Di Lặc hạ sanh, ô kìa Di Lặc hạ sanh đã nhiều. Cái đó đó, Phật tử mà muốn biết là phải đọc cái tập thơ đó. Nó có cái bài lại vía Di Lặc nữa đó. Di Lặc là chúng ta, đấy là 8 tỷ người trên thế giới hạ sanh rồi đó. Di Lặc là ta, mỗi chúng ta, chứ không ai đâu khác hết. Di Lặc là quá sanh thiên bất ức. Mọi người trên cuộc đời này sanh ra là Di Lặc rồi đó. Bởi vì mọi người có khả năng thành Phật, mọi người là Phật vị lai. Cho nên mọi người là Di Lặc. Di Lặc là đương lai hạ sanh thành Phật. Và mỗi người theo giáo lý Đạo Phật thì mọi người đều có khả năng thành Phật trong vị lai. Như vậy thì mọi người là Di Lặc đó, chứ lại ai nữa là chi. Phật Thọ Ký trong Kinh Pháp Hoa, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Cho nên là Di Lặc hết á. Học vậy mình mới có lợi đó. Còn lại ông Di Lặc trời đất ơi, biết chừng nào ông ra.
Mà ông ra ông cũng nói kinh như Phật Thích Ca vậy thôi à. Kinh của Phật Thích Ca mà mình chê thì là kinh của Phật Di Lặc sau này mình cũng không bằng lòng như vậy. Bởi vì mười phương chư Phật là ông nào hóa thành Phật rồi là cái trình độ, cái giác ngộ, cái giải thoát y nhau. Cho nên là Phật Thích Ca nói cái gì thì Phật Di Lặc sau này cũng nói không có ngoài cái chân lý đó được. Cũng như ông nội mình hồi đó nói rằng là u ánh nắng mặt trời là ấm, còn tuyết rơi mùa đông tuyết rơi phủ kính và đặt nổi tiếng là lạnh. Thì ông nội mình nói vậy thì cha mình cũng phải nói: ô con ơi, ở chỗ nào mà có tuyết là lạnh lắm đó con, mà chừng nào mặt trời mình lên mà tỏ rõ nó là ấm đó con. Thế thì ông nội nói là mặt trời ấm tuyết lạnh thì cha mình cũng vẫn phải nói mặt trời ấm tuyết lạnh. Rồi mình nói với con mình: con ơi, tảng sáng đừng có ra ngoài tuyết nhiều đó, sổ mũi đó, lạnh chết đó con. Vậy thì hỏi chừng nào ba, chừng nào mà mới ấm ba? Nói là mặt trời lên rồi, chừng nào thấy mặt trời là ấm đó con. Thế thì là ông nội nói cũng nói vậy, mà cha mà nó cũng nói vậy, mà mình nói với con mình cũng phải nói vậy à. Cho nên là bây giờ đây nè, bằng lòng đi, học với giáo lý của Đức Phật Thích Ca đi, đừng có chờ Di Lặc nào nữa hết á. Đừng có chờ, mình là Di Lặc rồi. Di Lặc cũng nói vậy thôi. Di Lặc cũng nói là kiếp con người là có tam khổ, có bát khổ, có ái biệt ly khổ, có quán thắng hội khổ, có cầu bất đắc khổ, có ngũ ấm xứ thành khổ, đại đế là cũng ba khổ tam khổ, và muốn thành thành vô thượng bồ đề thì cũng bắt đầu là tứ niệm xứ quán, tứ tinh cần, tứ nhi yếu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo, phải học như vậy đó. Rồi cũng phải bắt đầu là phải học là thế gian là vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình di tội tẩu. Phật Di Lặc cũng nói vậy à. Cũng dạy cho đệ tử mình cũng phải tu tập vậy. Và cái cõi đời của Đức Phật Di Lặc mà ra đời đó, nó sung sướng đó. Sung sướng thì cũng phải, người nào đó muốn sung sướng là phải bỏ cực tham, cực sân, cực si, cực mạn, cực nghi, cực thân kiến, cực biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới trong thủ, nghĩa là kiến hoặc và tư hoặc cũng phải bỏ, thì cảnh giới đó mới là cảnh giới an vui được chứ. Chứ nếu mà cái đó còn nguyên thì đòi an vui hạnh phúc làm sao cho được. Cái chuyện đó nó là chân lý, đã là chân lý thì bao nhiêu đời trước cũng nói vậy, bao nhiêu ông trước, bao nhiêu bà đời trước cũng nói vậy, mà bao nhiêu ông sau, bao nhiêu bà sau, bao nhiêu đời sau cũng phải nói vậy. Bởi vì mặt trời lên là ấm, mà trước rơi là lạnh vậy. Phật Di Lặc cũng nói vậy thôi à. Cho nên là tôi nói là các vị nghe không nghe thôi không sao đó, nhưng mà tôi phải nói rằng là tôi nói rất thiệt. Mà tôi nói rằng là lý luận là khó chống tôi lắm. Bởi vì lời tôi nói đó là nói lẽ thật thì còn chống gì nữa. Tôi nói mặt trời ấm thì các vị làm sao các vị cãi. Tôi nói tuyết lạnh các vị cãi sao được. Bởi vì các vị cãi không phải là cãi tôi, mà chân lý thì các vị làm sao cãi. Đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngành ngùng gì chẳng dám cho nhau, nhưng nghĩa tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lạnh, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người hỡi nghĩa trang nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn. Như ánh dương ban mai vừa ló dạng, cùng tắt lìm theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người
luôn tựa áng phù vơ. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đá xanh mồ. Đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngại ngùng gì chẳng dám cho nhau những nghĩa tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lành, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người hỡi, chẳng nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn. Nhưng ánh dương ban mai vừa ló dạng cũng tắt lì theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người luôn tựa áng phù vơ. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đá xanh mồ. Thân con người luôn tựa áng phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này.